hướng dẫn các bạn một cái câu clip theo phong cách của Blue. Thì thực ra là nó ở Blue thì thường họ đánh ở các bậc hợp âm 7 các bạn, ví dụ như là Mi 7, La 7. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn hai câu, một cái ở Mi 7, cái ở La 7 ha. Và nó hơi khác nhau một tí. Thì các bạn có thêm một cái chất liệu về mình học khi mà mình đánh Blue nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học ở câu ở Mi 7. Blue thì pentatonic xài là 90% pentatonic hầu hết là như vậy. Thì cái thế tài phổ biến nhất đó là thế tài của Mi 7, là chúng ta đánh ở Mi pentatonic, Mi thứ pentatonic ngâm 12 ha. Những câu lick này chúng ta thực ra chúng ta chỉ xài bốn cái dây dưới thôi, nó không có xài hai dây trên cho nó đơn giản. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh của cái câu lick này như sau. Đầu tiên các bạn bend cái nốt La này lên một cung thành nốt Si. Các bạn bend cái nốt La lên. Sau đó các bạn đánh chúng ta phải cùng một ngang ha. Các bạn nhớ rằng là khi các bạn đánh như vậy thì chúng ta làm sao được cơ, để hai nó này nó chồng nhau ha. Chúng ta đánh cho nó tách rời dần tí bằng cách chúng ta uốn cái ngón tay một tí ha. Các bạn rồi bắt đầu. Tiếp theo như sau. Chúng ta đánh ngâm 12, ngâm 15, quên nữa nó dài ngâm 12 của cái dây số 2 ha. Sau đó các bạn bend cái nốt La này lên nửa cung thôi. Rồi các bạn bend lên nửa cung ha. Sau bạn nhả xuống lỡ La, pull up nó ra, nó son. Sau đó kết thúc này nó mì của dây rê. Đó, lại nha các bạn. Nghe chỗ này, điều các bạn muốn bend lên bend xuống thì tùy các bạn thôi. Thì câu lick đầu tiên về cũng Mi 7 là như vậy. Câu lick thứ hai mình hướng dẫn các bạn ở La 7. Thì nó cái nốt ngoài, tức là gọi là các bạn kết hợp giữa pentatonic trưởng và thứ. Thì câu nó như sau. Thì ở đây các bạn thấy rằng trong cái câu này nó có cái nốt đủ thang. Thì trong pentatonic hoặc là của La thứ, hoặc là La thứ Blue pentatonic, thì nó không có cái nốt đủ thang này. Vậy thì nó đủ thang này nó mượn từ đâu? Nó mượn từ La trưởng pentatonic các bạn. La trưởng pentatonic thì bạn thấy là ta có nốt đủ thang ở đây. Do đó cái câu này thì đánh La 7, bản thân La 7 nó cũng có nốt đô thang, cho đó mình đánh cái nốt đô thang vô nghe vẫn rất hợp bình thường ha. Thì cái nó hai cái liên 4 thôi bạn, là chung liên 4 như sau. Thì hai cái chung liên 4 đầu, một cái nó hai cái nó móc đơn tiếp theo và kết thúc bằng nó móc đen thôi các bạn, giống như chung táp thôi ha. Mình đánh lại ha. Cái chỗ nào mình pull up, cái chỗ nào mà mình hammer on vào để tạo ra cái hiệu ứng cho nó, các bạn để ý để tạo ra cái chất của nó ha. Đầu tiên chúng ta đánh nó đô và hammer on vô đô thang này.
Lake này nó cũng góp phần cho bạn có thêm cái chất liệu đi luyện tập. Thì đánh blue á là nghe nó dễ nhưng mà thực ra nó rất khó các bạn, nó không đơn giản. Thì mình cũng tập thôi chứ mình cũng chưa có chuyên về nó lắm, cho nên mỗi ngày thêm chút ít như vậy. Bạn chú ý là blue họ quýnh, họ đặt cái cảm xúc họ vào rất là nhiều từng cái nốt, đặc biệt là rung dây, bend dây chẳng hạn. Thì nói chung là nghe rất là nhức nhối ha, rất là hay. Thì các bạn đang tập guitar điện và muốn có thêm hiểu biết thêm các kỹ thuật tổng thể về guitar điện thì có thể tham gia cái khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của khoa vừa đăng lên. Các bạn có thể xem tại cái link mô tả của video này hoặc là trong cái comment đầu tiên. Thì khóa học này nó rất là rẻ các bạn. Khóa học này các bạn là mua một lần thôi, các bạn học suốt đời, các bạn có thể học trên laptop hay là thiết bị điện thoại di động đều được cả, iPad đều được cả. Có phần tab download, trong đó có hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng kỹ thuật, các bài tập áp dụng, các câu lick để các bạn áp dụng luôn. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn có cái nền tảng cơ bản, sau này các bạn thì tìm kiếm những cái phong cách khác nhau mà các bạn vẫn có thể luyện tập được nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.